Có thể nói việc khai sơn lập hướng hay còn được biết đến là xây dựng mới căn nhà luôn là vấn đề được các gia chủ đặc biệt quan tâm, bởi không phải hướng nhà nào trong năm khi mà xây dựng lên sẽ đón được vượng khí, cát khí và tài lộc. Nếu việc khai sơn lập hướng sai, không đúng phong thủy sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và vượng khí ngôi nhà, dẫn tới nhiều ảnh hưởng xấu tới các thành viên sinh sống trong căn nhà đó. Nếu nhẹ thì dễ dẫn tới gia đạo bất an, sức khỏe tài lộc giảm sút; nặng hơn dễ dẫn tới gia đình ly tán, mất nhân đình trong nhà. Và việc khai sơn lập hướng sẽ phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là phụ thuộc vào tuổi của gia chủ và trạch đất xây dựng. Để quý gia chủ có thể hiểu rõ hơn về việc khai sơn lập hướng mới cho từng tuổi, chúng tôi đã làm một chuỗi video giúp các gia chủ biết được các phương hướng xây dựng phù hợp mang lại vượng khí, cát khí và tài lộc cho từng mệnh chủ. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nam mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi để tiến hành động thổ xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó có được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được rộng mở hơn nữa. Về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ, khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên, ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Sinh năm 1947 có nạp âm ngũ hành là ốc thượng thổ, phần lớn là người thông minh lanh lợi, có tính tự lập cao, thích hợp sinh con muộn, hàng ngày ưa làm việc thiện, tài vận hanh thông. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ khí đồng niên, cho nên năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới tim mạch và các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là bệnh về thính giác. Năm nay mệnh chủ cũng nên chú ý nhiều tới những mối quan hệ xung quanh mình, thường xuyên giao lưu với bạn cũ nhiều hơn. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, là bị thân khắc sinh tài, dễ trúng thưởng, được tài lộc từ người khác mang đến. Trong năm Canh Tý này, các gia chủ tuổi Đinh Hợi 1947 cần chú ý về tâm tính của mình nhiều hơn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng hay nổi nóng, dễ xúc động, hành động thường theo cảm xúc. Nếu vẫn giữ tính cách như vậy, bạn sẽ khó có thể có cơ hội được kết nối với những người xung quanh mình. Nam mệnh 74 tuổi thổ tú chiếu mệnh là một năm bình lặng nhưng như ý từ đầu đến cuối, thích hợp đi du lịch nhiều nơi xa và nghỉ ngơi nhiều hơn. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoàng ốc tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 74 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ Đinh Hợi sinh năm 47 sẽ là 74 tuổi nên phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 sẽ cần tránh các năm tam tai tị ngọ mùi. Năm nay là năm Canh Tý 2020, theo cách tính tam tai gia chủ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có muốn xây dựng mới thì gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây mới, cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả các trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh."
Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết: vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất. Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của mình. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe cũng như các thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như Long sinh bát sát, Hoàng tuyền sát, Mộ long biến vận sát, sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận, hợp long phù long tương sủ thì xây dựng không gì khác bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sinh sống trong căn nhà đó. Trong trường hợp tiếp theo thì đất được vận, trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý xây dựng sẽ phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc, phong thủy nhà mình, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc, gia đạo an khang. Trong trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa thì sẽ dẫn tới tổn thất về nhân đinh. Tiếp theo xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh. Nam mệnh Đinh Hợi sinh năm 1947 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt là Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Đông tứ trạch là Nam họa hại, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ và Đông Nam là tuyệt mệnh. Hướng Bắc gồm 3 sơn nhâm tý quý, có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý, tọa phạm tuế phá vào tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy, bị hỏa họa, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng, thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên sẽ cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy May mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đinh.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 đang ở nhà hướng này cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cùng nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Nam gồm 3 sơn, Bính, Ngọ, Đinh, có giải độ số từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những hướng nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc đông tứ trạch, không hợp hướng, họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì thị phi, quan phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cùng với đó theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phủ đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Nam kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Hợi 1947 Nam mạng rơi vào trường hợp thứ 3 là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Còn đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương trạch đất giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc, sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Đinh Hợi sinh năm 1947 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận, bộ trấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Đinh Hợi sinh năm 47 đang ở nhà hướng Bắc cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không ở hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Đông gồm 3 sơn giáp Mão Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ, nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn, cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, không nên làm ở kẻo sức họa vào thân. Với nam mạng Đinh Hợi sinh năm 1947 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ vì thị phi, tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Trong trường hợp nhà hướng đông kết hợp với nam mệnh Đinh Hợi sinh năm 47 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, chọn 5 tháng khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát
tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ đinh hợi sinh năm 1947 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây gồm 3 sơn canh dậu tân, có giải độ số theo La Kinh từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này là hướng bán cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất gắt. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tìm đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được diên niên. Đây là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu của cải vợ chồng, vui vẻ hạnh phúc, nhân khẩu, lục xúc đại vượng, đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Còn về hướng Tây Bắc thì gồm 3 sơn tuất cản hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch nên hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Về hướng đông bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần có giải độ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đố thiên sát, anh chị chọn mới tháng 4, 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai, ta đã bản luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bủa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ chấn trạch hoa mai chấn sát kỵ tà chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia đình có cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng đông nam gồm 3 sơn thìn tốn tị từ 112,5 đến 157,5 độ.
Năm 2020 Canh Tý sau lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn, tọa hợi hướng tị, phạm bộ lòng biến vận không nên xây mới. Nếu xây chọn ngày tháng cắt lành là tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Năm Mệnh Đinh Hợi 1947 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Trong trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi mệnh chủ nam mệnh Đinh Hợi sinh năm 1947 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu dẫn tới nguy hại những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành xây dựng sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc. Nếu như quá xấu dẫn tới tổn hại nhân đinh. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì sẽ chọn năm khác đắc vận đắc long, đón thiên khí vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Hợi 1947 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Và cuối cùng là hướng tây nam gồm ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nam mệnh xây nhà và hướng này thuộc tây tứ trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tượng quái là chấn chủ về nhân ái tài lộc lợi cho quan lộc làm ăn mau giàu nhân khẩu tăng lên khách khứa tới đông lợi cho đàn ông giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Do hướng này kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Hợi sinh năm 47 nam mệnh sẽ rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phủ long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phủ long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, đây là hướng tốt phù hợp với tuổi gia chủ, nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi. Nếu như hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ, sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để có thể trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Trên đây thì phong thủy may mắn vừa mới phân tích về nam mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa, săn ngày cưới hỏi cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp để chương trình ngày một hoàn thiện hơn, để có thể đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ
chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.